Sao mày không chịu tỉnh ra và sống cho nên người hả thằng kia? Bà xuống đây mà xem thằng con yêu quý của bà đấy nè. Con nhà người ta bằng tuổi mày, đã có công ăn việc làm đàng hoàng, đâu ra đó rồi. Mày là thằng bất hiếu. Con để đồ ăn trong tủ lạnh, mai bà dậy hâm lại rồi ăn nha. Mai con đi làm sớm. Trời ơi là trời, con ơi là con. Tráng ơi, dọn cơm đi. Tráng, dọn cơm. Tráng, Tráng, giờ này mà con ngủ hả? Suốt ngày đi chi giỏi trốn việc. Kính gửi ba, gửi ba trong quá khứ của con, người để cho con lý tưởng sống, ước mơ và hoài bão, người anh hùng của tất cả mọi người. Đến nửa giờ trưa nay, ngọn lửa tạm thời được khống chế, nhưng khói đã bốc ra từ tòa nhà. Hơn 200 cán bộ chiến sĩ. Chưa bao giờ con dám nói ra là con đã luôn ngưỡng mộ ba dường nào. Con vẫn luôn nhớ lời ba dạy. Đàn ông phải sống cho có chí hướng và giúp ích mọi người nha con. Cảm ơn ba, người ba của quá khứ, để dạy cho con biết thế nào là lý tưởng. Kính gửi ba, người ba của hiện tại, người hùng mạnh mẽ đã âm thầm yêu thương và bảo vệ con. Ơ hay, nãy giờ tụi tôi có nói gì tới chú đâu. Người ta bán bảo hiểm hay bán cái gì thì mặc kệ người ta. Tụi bay mắc mớ chi mà xía vô nói xấu. Thôi đưa đây, không bán cho tụi con bay nữa. Bình mọi giá, dù cho ba chưa biết rõ điều đó đúng hay sai, con xin lỗi. Mày cũng vì chưa thể làm cho ba hiểu được con. Thì sau này mày làm gì có tương lai? Hiểu được lý tưởng và ước mơ mà con theo đuổi. Bảo hiểm cả nhà tôi á, mà bây giờ ông và xã ngoài xã hội kia không ai lo chạy tới ai có thể hiểu được. Là nghe nói họ đúng phụ trách tội vì không đúng ý họ. Đúng là bảo hiểm mua thì dễ mà lấy tiền lại thì khó. À anh Hùng, hình như con anh nó bán bảo hiểm phải không? Anh có thể không, thằng Tráng con tôi á, nó đang làm cho công ty nào lớn lắm chứ nó không bán bảo hiểm đâu. Con hiểu lắm cái cảm giác bị phán xét, là càng thấy thương ba hơn khi chưa làm được gì khiến ba tự hào về con. Sao mày không chịu tỉnh ra và sống cho nên người hả thằng kia? Bà ơi, bà xuống đây mà xem thằng con yêu quý của bà đấy nè. Cảm ơn ba đã mạnh mẽ vì con. Kính gửi ba, người ba của tương lai, người ba của sự hy vọng, là động lực giúp con cố gắng vượt qua mọi khó khăn, là niềm tin để con vững bước. Con biết con chưa thể khiến ba tự hào như những người con khác, nhưng con muốn được sống với lý tưởng của mình, là đem lại sự an toàn và niềm vui đến cho mọi người. Hy vọng
Bà của tương lai sẽ có thể vui sống hạnh phúc và tự hào về con. Trong chiếc hộp cuối cùng là thành quả bao lâu nay của con. Hy vọng ba sẽ đến. Cảm ơn ba vì đã vất vả vì con. Dạ con ở nhà không ạ? Dạ đây có phải nhà của anh Tráng mà. Có chuyện gì không? Dạ tôi có một ít quà đem qua đây để cảm ơn cậu Tráng. Nhờ cậu ấy giúp đỡ tôi hoàn tất thủ tục giấy tờ để bồi thường bảo hiểm. Không có cậu ấy giúp đỡ bây giờ tôi cũng không biết sao luôn á. À, mà anh đây là... Tôi là ba của Chán, tư vấn viên bảo hiểm đấy. Sau này lớn lên, cu Chán của ba muốn làm gì nào? Con muốn làm gì đó để có thể giúp được thật nhiều người giống ba. À, con sẽ bán tương lai.